Tôi đã chán ngấy việc phải ngắm gái trên TikTok lắm rồi. Trước đây tôi đã hẹn hò với khoảng 4953 người, nhưng không một ai là phù hợp cả. Nói thật là tôi đã có ý định bỏ cuộc. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tìm được một nửa mà mình mong muốn. Well, với hãybỏcuộc.com, tất cả những điều đó có thể chấm dứt ngay hôm nay. Đội ngũ kỹ thuật rất tuyệt vời. Giờ TikTok của tôi toàn là con trai thôi. Nhờ hãybỏcuộc.com, bây giờ đã là cuộc hẹn thứ 5000 của tôi rồi. Số rất đẹp đúng không? Họ đã chỉ đường dẫn lối cho tôi, khiến tôi biết được rằng nửa nào cũng giống nửa nào mà. Ngay tại hãybỏcuộc.com, chúng tôi tin rằng ở trên thế giới này sẽ có một người là một nửa hoàn hảo của bạn. Và chúng tôi ở đây để giúp các bạn nhận ra cái sự thật là bạn chả bao giờ tìm được người đó đâu. Chúng tôi ghét nhau vã. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào mà xấu như anh ta. Quân lừa đảo. Với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, hay còn được biết đến với tên gọi blockchain, tính cách ốc vít tâm hồn, cấy cảm xúc, truyền hưng phấn, ăn mòn, hay còn gọi là bóc thong, chúng tôi sẽ tìm cho bạn người phù hợp nhất chỉ trong vài giây. Tôi đăng ký một dancer là con gái và đã nhận được 50% phù hợp. Tôi cực kỳ không thích những người trầm tính, nhưng bù lại anh ấy lại rất cứng rắn. Hãybỏcuộc.com có tất cả những gì mà Bo mong muốn. Bo chọn gái Tây, da trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc. Ùm, đúng là muốn gì có đó mà. Do you know what it is? I always want a hot, good-looking, tasty girl, and damn son, exactly what I've been looking for. Tôi bảo rằng tôi thích một người thông minh, thành đạt, đẹp trai. Nhưng ở các website khác, tôi chưa bao giờ thành công. Vậy mà chỉ lần đầu tiên thử ở hãybỏcuộc.com. 100% phù hợp. Chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. Mà kể cả khi nếu các bạn hối hận thì tất cả đều là miễn phí mà. Chắc chắn là không uy tín rồi. Vậy bạn có gì để mất đâu. Hãy đăng ký cho chúng tôi một cơ hội. Máy bạn có thể nhiễm virus, nhưng hãybỏcuộc.com sẽ đưa các bạn đến chân trời hạnh phúc. Hãy tìm kiếm một nửa hoàn hảo của bạn ngay hôm nay.